lúc ăn hai lá, không lúc ăn ba lá. Thì đây là bài tập rất đậm nhất rồi. Bài không lúc ăn ba lá, không lúc ăn hai lá. Thì ra là bài tập rất khác rồi. Hôm nay thì đoàn sẽ cho em cái bài mới là nối liền bất thường, tích mạch thọ. Cái bài này rất quan trọng. Bên kia ra là nối liền tích mạch của bản phần và toàn phần. Các bạn thấy không chưa? Chưa phải phải soạn thêm cái mới thì ra thì sao là em rồi. Rồi nối liền bất thường tích mạch của toàn thần đã chiếm 2% tổng số bệnh tim bẩm sinh là khá nhiều đấy nha. Nên em nhớ cái thân chu động mạch chiếm ít hơn nhiều, hoặc là cái thất phải đường ra nó chiếm ít hơn. Nối lần tim mạch của bản phần còn nhiều hơn nữa là 0.6 trên 1.000 cc. Nó cùng chung nguyên nhân phôi thai với hai bệnh nữa là tim ba vùng nhĩ với hẹp đơn độc tim mạch phổi. Thì đây là các thể giải phẫu của nối liền bất thường tim mạch phổi bán phần. Bình thường chúng ta có 4 tim mạch phổi đổ với nhĩ trái, thì chung trước trong trường hợp này với em thấy 2 tim mạch phổi trái nó đổ bình thường, nhưng hai tĩnh mạch phổi phải nó đổ vào tĩnh mạch chuyển trên. Và thứ tư là bệnh nhân phải có thông linh nhĩ, bệnh nhân mới dễ sống. Và trường hợp này thì nó phức tạp hơn, hai cái tĩnh mạch phổi phải nó nối vào tĩnh mạch chuyển dưới, như vậy cái lộ trình nó khá dài. Và lộ trình khá dài nếu nó nghẽn trên đường thì bệnh nhân sẽ có biến chứng là tăng áp vào mạch phổi. Trường hợp này thì nó cũng đặc biệt, hai tĩnh mạch phổi trái đó nối vào tĩnh mạch thận lớn, cái này là vertical van, nối vào tĩnh mạch vô danh, nối vào tĩnh mạch chuyển trên. Trong khi đó thì hai tĩnh mạch phổi phải nó nối bình thường với tĩnh trái. Mấy em có nhớ bình thường tĩnh mạch phổi của mình nhé, mình có tĩnh mạch chuyển trên, tĩnh mạch chuyển dưới nối với tĩnh phải. Còn tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch bên trái của đầu đó thì nó sẽ là qua tĩnh mạch vô danh đổ vào đây, bình thường ai cũng có hết. Lúc giai đoạn phôi thai thì chúng ta có hai tĩnh mạch chủ trên hết, thì đến khi thì người ta trưởng thành tĩnh mạch chủ trên bên trái nó teo đi, nó chỉ còn cái đoạn này nó nối vào đây thôi, đó là bình thường. Còn trường hợp này thì mấy em thấy là hai tĩnh mạch phổi trái nó đổ thẳng vào cái ống chung thì nó vào xoang vai, còn tĩnh mạch phải nó đổ bình thường. Thì đây là một vài lấy trong cuốn Professional Pediatric Cardiology này. Cái này nó chẳng qua là chỉ tóm tắt thôi. Trường hợp này là hai tĩnh mạch phổi phải nó đổ vào tĩnh mạch chuyển trên bên phải, trường hợp này nó đổ dưới. Trường hợp này đó nó gọi là hội chứng gương thổ nhĩ kỳ. Simita là cái gương của người Thổ đó, gương người Thổ nó khác với gương người Việt Nam. Gương ở Việt Nam thì giống gương của Tàu, gương người Thổ là khác. Còn trường hợp này thì nó giống như cái thầy vừa nói, đổ xong vậy, đổ vào tĩnh mạch trên bên phải. Thì nó có hướng là thế này, tĩnh mạch phổi bên trái nó thường đổ vào cấu trúc bên trái của tim, tĩnh mạch phổi bên phải nó đổ bất thường vào cấu trúc bên phải của tim. Đây là cái gương Thổ Nhĩ Kỳ, khác với cái gương của mình. Mình em coi phim Tàu thấy gương nó khác và gương Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này nó giống cái đau nhiều hơn. Thì cái tĩnh mạch, hai cái tĩnh mạch chủ, hai tĩnh mạch phổi nó nối vào tĩnh mạch chủ dưới, nó làm cái hình ảnh này, nó gọi là Simita syndrome. Thì trên cái mít quang em thấy nó như thế này. Thế nên khi mình thấy hình như thế này thì mình sẽ nghĩ là bệnh nhân có hai tĩnh mạch phổi đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, nó gọi là hội chứng gương Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trường hợp này thì bệnh nhân sao? Chúng ta thấy là bệnh nhân có tĩnh mạch phổi bên trái, tĩnh mạch phổi bên phải, ba cái này nó bình thường. Nhưng cái tĩnh mạch phổi dưới bên trên phải đó thì nó đổ thẳng một cái lỗ này, nó đổ thẳng qua nhĩ phải. Thì tất cả những cái này nó đưa đến hậu quả là gì? Bệnh nhân sẽ tăng tải thể tích buồng tiêu phải. Nếu bệnh nhân tăng tải thể tích buồng tiêu phải thì bệnh nhân sẽ có nhĩ phải giãn và thất phải giãn. Nó giống như bệnh không nên nhĩ đó. Thì trường hợp này thì chúng ta biết rồi nha. Rồi như vậy thì tóm tắt lại thì trong người ta thấy nối liền bất thường tĩnh mạch của bán phần này, có những trường hợp này
Ví dụ các em thấy một bệnh nhân làm xương thì lỗ thủng nhĩ nó nhỏ xíu à, nhưng không hiểu sao nhĩ phải nó giãn quá và thất phải nó giãn quá, thì trong óc lúc đó chúng ta phải nghĩ là liệu bệnh nhân có nối liền bất thường tim mạch phổi đầu vào tim bên phải không. Cái đó mình phải nghĩ đến, mình mới tìm được. Nếu em không nghĩ đến thì em xương em sẽ bỏ sót. Trường hợp này là nối liền bất thường tim mạch phổi toàn phần, tức là gì, là bốn tim mạch phổi thay vì nó đổ như trái nó đổ vào một cấu trúc khác, nó đổ vào tim bên phải. Trường hợp này bốn tim mạch phổi nó đổ vào tim mạch phổi chung, cái này chúng ta được common pulmonary vein, nó đổ vào tim mạch thẳng đứng, đổ vào tim mạch vô danh, đổ vào tim mạch chủ trên bên phải. Trường này người ta sẽ cho hình ảnh người tuyết này. Trường này bốn tinh mạch phổi đỏ, sau đó là xong vải còn như vậy. Và trường này là bốn tinh mạch phổi thay vì nó đỏ với nhĩ trái, nó bổ bất thường và riêng biệt vô nhĩ phải. Trường này còn khủng khiếp hơn nữa này, bốn tinh mạch phổi nha, đỏ tinh mạch phổi trung, nó đỏ qua một cái ống thu thập dài này, nó đỏ vào tinh mạch cửa, cái này là bọc tần vàng. Sau đó là tay qua đầu tim mạch trên gan, nó đầu tim mạch trên dưới. Trường này rất nguy hiểm. Tại sao? Cái lộ trình dài như thế này, nếu nó bị nghẽn thì làm sao? Bệnh nhân sẽ tăng áp tính mạch phổi, tăng áp động mạch phổi. Mình làm xem mình sẽ thấy tăng áp động mạch phổi. Rồi, thấy mạch phần nối liền bất thường tính mạch phổi toàn phần thể dưới tim. Bệnh nhân rất dễ bị nghẽn mạch, thì lộ trình nó dài quá. Và đây trường hợp này là bệnh nhân bị nghẽn mạch ở đây. Rồi về phôi thai học, hệ thống tích mạch phổi nó phức tạp lắm. Mấy em đọc trong sách đã tả đến 4-5 trang ấy. Cái này tôi tóm tắt một vài điểm chính thôi. Mà từ phôi thai học người ta mới hiểu được tại sao có bất thường tích mạch phổi. Thời kỳ phôi thai này, phổi thanh quản, kim huyết quản bắt nguồn từ ruột nguyên thủy. Cái này thì tiếng Pháp là intestine primitive này. Phổi được tưới máu bằng màng mạch máu ruột, splenic plexus này. Mạc mạch máu phổi không đổ vào tim mà đổ vào mạch máu ruột, mạc mạch máu phổi sẽ nối với tinh mạch phổi nguyên thủy. Rồi mạc mạch máu phổi sẽ không còn nối liền với tinh mạch carina và tinh mạch umbilical vitelli. Carina là cái mũ của ông Hồng Y đó, ông umbilical vitelli tức là rốn với hoàng thể. Bố tinh mạch phổi nối như trai bây giờ phải chưa, cái này phải tóm tắt nét chính này, thì chúng ta qua cái gì này chúng ta hiểu. Thì giai đoạn đầu của phôi thai học, chúng ta đây là mạng phổi này. Cái tim của chúng ta nó giống như hình ống, cái này mạng mạch máu ruột. Thì bệnh nhân sẽ có hai cái tĩnh mạch, hai bên. Cái này tĩnh mạch carina, bên này nó có một cái nữa, tĩnh mạch thẳng đứng. Cái mũ ông Hồng Y coi trên TV đó, cái mũ ông Hồng Y là những ông áo đỏ trong đạo Thiên Chúa đó, ông mũ ông nó thẳng đứng lên. Thì cái này nó gọi là tĩnh mạch carina, carina vein này. Thì hai cái này nó sẽ thành hai tinh mạch chủ trên. Thế nên khi đứa nhỏ ra đời thì cái này trong giai đoạn phát triển phôi thai cái này nó sẽ teo đi. Do đó chúng ta chỉ còn một tinh mạch chủ trên bên phải thôi. Cái này là tinh mạch umbilical vitelli, bình thường chúng ta có hai cái. Nhưng mà đến cái giai đoạn đứa nhỏ sắp ra đời thì một cái bên phải, cái bên trái nó teo đi. Chúng ta còn cái tinh mạch chủ dưới bên phải không? Thế nên lúc giai đoạn phôi thai luôn luôn nó có đối xứng hai bên hết. Tại sao đó nó thoái hóa đi. Thì từ phát triển hình V này, tĩnh mạch phổi trung bắt nguồn từ nhĩ trái, phổi trung nó bắt nguồn từ nhĩ trái, thông thương với mạng splenic là cái mạng mạch máu ruột này. Do đó máu từ tĩnh mạch phổi thông thương với nhĩ trái. Rồi C, sự nối liền tĩnh mạch mạch máu phổi với tĩnh mạch carina umbilical vitelli này không cần nữa, cho nên nó biến mất, nó đứt đoạn. Và sau cùng thì chúng ta chỉ còn tĩnh mạch một hai tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới như vậy. Thì đây là cái hình nó tóm tắt quan điểm về phôi thai. Nhưng nếu trong tất cả giai đoạn của phôi thai này, vì lý do gì đến giai đoạn này nó ngừng phát triển, chúng ta có nối liền bất thường. Bây giờ những người phụ nữ đã có bị nhiễm sơ vi, hay người phụ nữ đã uống một cái hóa chất nào đó, cái thảo dược nào, chính những cái đó nó làm ngừng phát triển phôi thai, bệnh nhân bị nối liền bất thường tĩnh mạch phổi. Thì đây là cái, như cái đây là cái này bình thường nó nói này, bình thường nó nói này. Rồi tùy sau từ giai đoạn phát triển, bệnh nhân sẽ có thể có tinh mạch phổi trung nó nối bất thường ở đây, và tinh mạch nó nối bất thường ở đây, toàn phần hay bán phần. Rồi như vậy thì nối liền bất thường tinh mạch phổi bán phần, tinh mạch phổi trái sẽ đổ bất thường vào tinh mạch chủ trên bên trái và xong vàng. Tinh mạch phổi phải sẽ đổ vào tinh mạch chủ trên bên phải,
thì mình chủ dưới và bị phạt. Cái này mấy anh phải biết, thì lúc làm sơ mình tìm đó, mình tìm cho nó đỏ vỡ. Đa số là thầy tìm nó với liền, bất thường tinh mạch chủ trên bên phải trước. Sau đó thì chúng ta mới tìm vô nhĩ phải và tinh mạch chủ dưới. Bất thường và tinh mạch phổi bên phải nhiều gấp đôi tinh mạch phổi bên trái. Các vấn đề ít gặp là tinh mạch phổi phải đổ vào xong vành hay tinh mạch sơ zygote. Thì trong siêu âm tim nó bảo khi mình thấy một cái xong vành giãn rộng thì một trong nguyên nhân có thể là nối liền bất thường tinh mạch phổi nó đổ vào xong vành. Em biết xong vành không? Xong vành là cái cấu trúc nó nằm gần cái tinh mạch chủ dưới, nó gom máu tất cả mạch vành nó đổ vào nhĩ phải, cái đó chúng ta gọi là xong vành. Rồi nối liền bất thường tinh mạch phổi toàn phần thì chúng ta chia ra là ba thể. Thể trên tim nó chiếm 50% trường hợp, thì 4/5 đổ vào tinh mạch chủ trên bên trái, 1/5 đổ tinh mạch phải tinh mạch zygote. Nối liền bất thường tinh mạch phổi vào tim thì chiếm 25%, dưới tim 20%. Nối liền hỗn hợp tức là ba tinh mạch phổi đổ vào xong vành, một tinh mạch phổi còn lại đổ tinh mạch chủ trên bên trái. Cái này mấy em nhìn thì nó phức tạp nhưng thực ra nó không có gì khó đâu, mình cứ làm từ từ nó ra. Lúc mới đây bài này lúc thầy mới đọc cũng táo hỏa tâm tinh nên cũng nó gom lại từ từ thì mình mới hiểu. Và đặc biệt là khi mình đi làm thực hành rồi mình sẽ hiểu, mình cứ nhớ nguyên tắc là tìm đâu là tính mạch phổi và nó đổ vào đâu thì mình làm ra cái chẩn đoán đó. Rồi bây giờ chúng ta học cái bài phần đầu tiên của bài này, nối liền bất thường tinh mạch phổi toàn phần. Thì đây là cái bệnh rất nặng, nó làm suy tim sớm ở trẻ em. Rồi chúng ta đã học là bệnh nhân suy tim sớm có thể là bệnh nhân bị thông liên thất này, bệnh nhân cửa sổ với chậu, bệnh nhân bị hoán vị đại động mạch thể mà nó không hẹp động mạch phổi, bệnh nhân có thể suy tim sớm. Cái bệnh thứ tư này nối liền bất thường tinh mạch phổi toàn phần thì biểu hiện lâm sàng nó thay đổi lộ trình phải trải qua của máu tích phổi để tới nhĩ phải. Thì chúng ta đã nói cái đường nó dài thì nếu nó nghe bệnh nhân sẽ bị tăng áp tinh mạch phổi, nó sẽ đưa tăng áp mau mạch phổi và động mạch phổi, mà tăng áp mau mạch phổi nó đưa sang phục hồi đến suy tim đến nhỏ. Có ai không tắc nghẽn lộ trình đó mà mức độ thông linh nhĩ, tức là nếu toàn bộ máu nó đổ vào nhĩ phải mà nếu nó không có thông linh nhĩ lớn thì làm sao máu làm sao nó qua được nhĩ trái, mà nếu máu nó không qua được nhĩ trái, không có máu xuống thất trái đến nhỏ chắc chắn không sống được. Thì nó là cái bệnh thường nặng 90% không sống đến 1 tuổi nếu chúng ta không chẩn đoán sớm và điều trị cho người bệnh. Triệu chứng suy tim trái đấy, bệnh nhân khó thở ngày càng nặng, và vì nó khó thở thì nó hay bị nhiễm trùng phổi thường xuyên, khó nuôi ăn. Bệnh nhân có thể có tím từng lúc với tím liên tục, thường là tím nhẹ. Mức độ tím nó tùy thuộc mức độ tăng gan tính mạch phổi. Tử vong nó thường xảy ra bệnh cảnh phù phổi và bao gồm luôn cả suy tim phải như vậy. Bởi vì bệnh nhân bị tăng áp động mạch phổi nhiều quá thì nó sẽ làm bệnh nhân bị suy tim phải, và đồng thời bệnh nhân có biểu hiện của suy tim trái của người bệnh. Và trong triệu chứng thực thể vì từ giờ này tim nó lớn này, phủ chức được từng động mạch có dấu lớn thất phải, lỗ thực thể giống thông linh nhĩ lỗ thứ hai không hạn chế, có thể nghe thấy âm thở liên tục bờ trái bờ phải sang ước do máu tích mạch phổi lưu thông qua ống thu thập đầu vào tim chưa cả. Cái này mấy em đọc chơi cho biết thôi, chứ còn đa số mình chẩn đoán mình sẽ dựa vào gì, dựa siêu âm tim, mình có mỗi một cái siêu âm tim. Chứ còn về lâm sàng em tưởng tượng một đứa nhỏ có mười mấy cây tuổi áp đến đây em nghe cũng muốn khủng luôn. Em chỉ muốn nhận xem thấy là ở lồng ngực sao cháu bé này biến dạng, nó thở nó co kéo, chắc nó suy tim. Nếu nó suy tim nó sẽ nằm trong những bệnh cảnh tim bẩm sinh nào, máu lên phổi nhiều quá. Những cái suy luận này thì được là từng bước đã mình ra cái chẩn đoán người bệnh, và cái chính của chúng ta sẽ là siêu âm tim giúp chẩn đoán. Nên tất cả nó không có gì đặc hiệu. Ở đây trường hợp bệnh nhân 49 tuổi vì nối thường bất thường tinh mạch phổi trên tim, bệnh nhân có thông linh nhĩ lớn sân trái phải, rồi khoảng PE là dài sống quen rộng gặp lớp nhĩ phải không hoàn toàn, nó không đặc hiệu đâu tại vì nó giống như thông linh nhĩ thôi, không có đặc hiệu. Thì cái ca đầu tiên cái bài này, cái bài luận án ra trường của thầy hồi học y đó, hồi đó sau năm thứ bảy này làm luận án ra trường y khoa 7 năm, thì thầy có một ca độc nhất là nối liền bất thường tĩnh mạch phổi thể trên tim, còn 3 ca còn lại là thể toàn bán phần hết, có 1 ca toàn phần. Thì cái ca toàn phần của thầy là một thiếu nữ 25 tuổi,
Cô ấy tình cờ chụp X-quang có thấy hình ảnh những người tuyết đấy, thì lúc bây giờ để ý con tay cô ấy thấy tím. Và cô ấy vô bệnh viện ở đó làm chợ đấy rồi, thì sau khi thông tim, mình xác định nó tiền bất thường tiền toàn phần, tính mạch phổi ở trên tim, hồi đó bỏ không được. Sau đó cô ấy tử vong suy tim mới chết. Chứ còn để thấy đây là những... Chờ này em gái gái 13 tuổi nữa, thì trên tim á lực động mạch phổi gần á lực hệ thống. Do đó thì chúng ta đi sống P nhỏ ở đây. Ống P nhỏ phải D2, D3 với APF, P nó nhỏ. Chụp VRS chúng ta thấy nó lệch phải. D1 dương, APF dương. D1 APF dương, D1 âm chụp lệch phải. Bệnh nhân có R cao với 1 nó lớn thật phải. Rồi về X-quang thì nó đặc hiệu đấy. Nói lên bất thường tính mạch phổi, thể trên tim nó đặc hiệu đấy. Tức là nếu mà đổ vào toàn phần tĩnh mạch chủ trên bên phải, bệnh bóng tim có dạng số 8, người tuyết. Em thấy người tuyết bao giờ chưa? Người tuyết là không phải người tuyết là những người giống như con khỉ mà trên núi đâu. Ở nước ngoài khi mà có tuyết á, thì những đứa nhỏ nó chơi nó lấy một cục tuyết bự ở dưới, nó đắp một cục ở nữa trên, nó gọi là người tuyết nó chơi. Thì còn là snowman thật ra nó là vậy, thì chứ không phải là không phải người tuyết là người từng người giống như tôi ở trên rừng. Và khi nếu lừa thì phải toàn phần có kẻ tăng nghe tĩnh mạch phổi, thì bệnh nhân sẽ có là giãn nở tĩnh mạch phổi, có mạch bạch huyết, có đường kẹp lê vê phủ phần mô kẽ thành dấu hiệu của suy tim trái đấy, và hình ảnh tương phản với bóng tim không được là không lớn lắm. Và bây giờ chúng ta qua phần chính của bài chẩn đoán. Cái này là siêu âm tim. Siêu âm tim thì chúng ta phải mục tiêu chẩn đoán là xác định situs và vị thế của tim. Solituis sẽ inversus sẽ ambiguus, vị thế bình thường hay vị thế đảo ngược. Chúng ta định danh các vùng tim, khảo sát sẽ tương hợp nhĩ thất, van nhĩ thất, tương hợp với thất đại động mạch. Tức là cái này nó giống như bốn bài trước mấy em học đó. Xác định vị trí các tĩnh mạch phổi, khảo sát xong vành thân vô giai, innominate run và tĩnh mạch chủ trên trái nếu có, khảo sát đầu thông của tĩnh mạch phổi, áp lực động mạch phổi, tổn thương phổi nào. Đây là những mục tiêu của siêu âm tim. Thì đây là những mặt cắt hữu ích. Tĩnh mạch phổi vị trí bình thường có thể thấy được bằng các mặt cắt là bốn vùng từ mỏm, bốn vùng dưới sườn, vòng quanh trên âm mưu, các chủng các cặp. Thì từ từ cái này mấy em phải biết đấy. Ví dụ bây giờ người ta nói là bây giờ anh làm sao cắt tìm cho tôi bốn tĩnh mạch phổi, thì thầy nhớ ngay thì cắt bốn vùng từ mỏm. Bốn vùng từ mỏm đa số chúng ta nhìn thấy ba tĩnh mạch phổi nó đổ vào nhĩ trái. Có khi có thể thấy cả bốn, có khi thấy được ba. Sau đó bốn vùng dưới sườn chúng ta thấy tĩnh mạch phổi. Vòng quanh trên ống ức là mà supracorona là cái ống cắt trên ống ức này này. Cái ống cắt nó giống sau mình được cái hình mà cái nhĩ trái giống như hình cái bao gạo đó, bốn tĩnh mạch phổi nó đổ bốn góc. Rồi cái nhớ trùng ngang cao. Rồi chúng ta tìm tĩnh mạch chủ trên trái. Thì đây là nhà nhân đây xem tìm ca đầu tiên này. Một bé gái 2 tháng tuổi này. Đến theo khám vì triệu chứng suy tim đấy, bé bú chậm, không tím, không ngân. Siêu âm tim chẩn đoán thông linh nhĩ, bệnh nhân thông linh nhĩ đây. Bút chậm secondor, lỗ thứ phát. Và hồi lưu tuổi thứ phát toàn phần ở trên tim. Thì các anh chị thấy ở đây nhĩ trái này, các mặt các bốn buồng này. Đây cái nhĩ trái này. Thì chúng ta thấy là mặt các bốn buồng bây giờ bệnh nhân có dán buồng tim phải. Thì nói liền bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần. Thì chắc chắn là bao nhiêu máu nó đổ vô bên tim phải hết. Thì chúng ta thấy giãn nhĩ phải lớn, thất phải lớn, không thấy hình ảnh tĩnh mạch phổi đổ nhĩ trái. Thường thường chúng ta coi nhĩ trái này không thấy tĩnh mạch phổi đổ nhĩ trái, thân nắp le màu cũng không thấy mà thấy da lớn, thì cháu mình sẽ bắt đầu ghi là bệnh nhân có nối liền bất thường tĩnh mạch phổi. Rồi cũng ca này, sau đó chúng ta cắt mặt ca khác, thì chúng ta cắt mặt ca trên họng ớt này, cắt ở trên họng ớt. Thì bệnh nhân này nó có bốn tĩnh mạch phổi, nó đổ vào tĩnh mạch vô giai, tĩnh mạch phổi trái, tĩnh mạch phổi phải, nó đổ vào cái ống thu thập này. Rồi nó đổ vào tĩnh mạch vô giai đây, nó đổ vào tĩnh mạch chủ trên bên phải, chứ bên trái cái này đánh giống lộn đấy. Thì như vậy các anh chị thấy sao? Bây giờ này các anh chị tưởng tượng không? Dòng máu về phía đầu giò chúng ta được màu đỏ, dòng máu chạy xa đầu giò chúng ta được màu xanh. Bây giờ thủ giò mình để trên nó vớt này, để máu bốn tĩnh mạch phổi nó đổ vào tĩnh mạch phổi chung, nó đổ vào tĩnh mạch thẳng đứng đó, nó
nó chạy lên trên, tức là nó về phía gì, phía đầu giò, do đó mấy em thấy màu đỏ này. Sau đó nó qua tim mạch về, nó bắt đầu chạy xa là giò, nếu mạch chủ trên bên phải nó chạy xa là giò, chúng ta đang bổ sai. Khi các anh chị thấy cắt một cái vòng vòng mà nó từ đỏ đến xanh này, trao áo cả trời hôm nay may quá, ra có áo mình gặp gì, nới liền tích mạch phổi toàn thân, thể trên tim. Và nếu mình ăn ra lúc đó mình làm gì, mình coi cái phim X-qua, mình thấy hình ảnh người tuyết, hình người tuyết. Rồi cái hình ảnh đây này cũng vậy, ông thu thập đây nha, tích mạch phổi xóa từ trải. Nó vào tĩnh mạch ống thu thập đây, tĩnh mạch vô dây, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ trên, cái này tại cái đứa học trò nó thu cho tôi đấy, nó dùng tĩnh mạch chủ trên, à xin lỗi mẹ, nó dùng là tĩnh mạch chủ trên, chứ còn thực ra đấy nha, cái này gọi tĩnh mạch chủ trên phải, cái hợp lý người ta dễ hiểu hơn, tĩnh mạch chủ trên, cái này nó viết tắt là TCT. Nhiều khi chúng ta đọc lộn thì chúng ta đọc lộn thì tích mạch chủ trái, không phải là tích mạch chủ trên nữa nhé. Rồi đây trường hợp là gì? Bây giờ xương tim này. Chúng ta thấy tình thường xương tim chúng ta cắt dây sườn này, chúng ta thấy đốt sống đây. Chúng ta thấy tích mạch động mạch chủ với lại tích mạch chủ nó nằm cùng một phiếu thì chúng ta được gọi là sinus ambiguous, là vị thế mơ hồ. Bình thường thì chúng ta có động mạch chủ về phía bên nào? Về phía bên trái, tĩnh mạch chủ về phía bên phải của cột sống. Bình thường cái động mạch chủ, tĩnh mạch chủ chúng ta làm hai phía khác nhau cột sống. Bây giờ nếu chúng ta thấy về cùng một phía này, chúng ta gọi là vị thế tim mơ hồ này. Thì cái này thì bây giờ cắt cái này làm sao mình biết cái này động mạch chủ, cái này là tĩnh mạch, làm sao biết? Thì mấy em để đắp le sung, mấy em để cái cửa sổ đắp le vô trúng cái đó, thì động mạch thì thấy hình ảnh như là có đoán được không? Động mạch chúng ta thấy nhiều phổi nó dương cái này không có dương cái ha, thế là mạch nó bóp mà trong cái tĩnh mạch thì mấy em thấy phổi liên tục thì ra tĩnh mạch đó, thì thành ra khác này chứ không phải là động mạch nó màu đỏ nhá. Máu ở tĩnh mạch nếu nó chạy về phía đầu giò chúng ta có màu đỏ, máu động mạch mà nếu chạy xa đầu giò chúng ta vẫn có màu xanh. Thế đừng bao giờ trả lời câu ngây thơ là tôi thấy màu đỏ, tôi nói máu động mạch hay tĩnh mạch, thì luôn luôn phải để cái cửa sổ nó le ở đây để chúng ta biết động mạch hay tĩnh mạch. Rồi đây là một chữ ca trường hợp thứ hai này, chúng ta thấy mặt các bốn mùa kinh nhân toàn phần với bộ máy van nhĩ thất trùng. Bệnh nhân có một bộ máy van nhĩ thất trùng, tâm nhĩ tâm thất đây, bệnh nhân có tâm thất động nhất với bộ nhĩ vùng thất về trái teo nhỏ, tâm nhĩ động nhất, van nhĩ thất trùng. Rồi trường hợp này chúng ta cũng mặt cắt trên ống bớt, chúng ta thấy ống gó thì tính mạch vô dài, tính mạch chủ trên bên phải đấy, lần đấy. Rồi ca này cũng cái hình ảnh này tương tự. Thì đây là một hình ảnh ca đó, sau khi chúng ta làm FCT thì FCT là phương tiện rất tốt để chúng ta khảo sát những mạch máu của tim. Có những mạch máu chúng ta làm siêu không được, thì bây giờ mình có FCT mình rất có lợi để chẩn đoán. Đây các em thấy sao này? Đây là cái kinh nhĩ nha, đây là tĩnh mạch chủ, đây là tĩnh mạch chủ bên trái này, còn bên chủ bên trái đây này, bên phải đây, nhớ là CT nhìn thì nó ngược lại, bên không bên phải đây là bên trái đây, hình này tại nó xoay được phía sau nó không ngược đâu, phải đây trái đây, bốn tĩnh mạch phổi nó ra đến tĩnh mạch phổi trung, rồi ra đỏ có cái này, rồi sau đấy tĩnh mạch chủ trên bên phải đây nó đỏ đấy. Cái trên cái CT mình thấy vậy. Khi mà các em làm cái hình CT mà nó động á, trên cái đĩa thì mình coi dễ hơn, Nhưng mà CT rất có lợi, coi như nó tiêu chuẩn vàng để xác định cho cái nối liền bất thường tĩnh mạch phổi. Nhưng trước kia viện tim trong những năm đầu chưa có CT đấy, thầy cảm chẩn đoán có mấy trăm ca nối liền với tĩnh mạch phổi và mổ rượu xương chúng ta vẫn chẩn đoán được. Lâu lâu có sai sót một chút thôi. Rồi bây giờ ca thứ ba là bé trai 6 tháng tuổi này. Đến khám vì ăn kém này, chân tăng cân tím nhẹ, SpO2 ở tay với chân khoảng 85%, nghe tim có bởi tâm thu lên sườn 2 bởi trái sưng ướt TI mạch, xương tim thì chúng ta có nối liền bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần thể tại tim, thể tại tim tức là bốn tĩnh mạch phổi đó, thay vì nó đổ với nhĩ trái, nó đổ với nhĩ phải, chúng ta gọi là thể tại tim này.
thì ở đây này, thâm linh nhĩ lâu thứ thứ pháp chiều lục thông phản trái, nhớ là trong nối liền bất thường tĩnh mạch phổi thì toàn phần á thì bao nhiêu máu nó thổi đổ vào tim phải hết. Mà nếu bệnh nhân có thâm linh nhĩ, dòng máu luôn luôn chảy từ đâu qua đâu, chảy từ phải qua trái, mà em tả dòng máu từ trái qua phải thì biết cô này có nói xạo rồi nha. Máu phải chảy từ phải qua trái chứ không thể nào được. Bên trái nó đâu có máu, máu từ phải qua bên trái để nuôi cơ thể. Từ đây đây cái hình ảnh, đây là cái thất phải, đây là nhĩ phải đấy, đây là máu nó đổ ở đây rồi như vậy. Rồi ca đó này, mặt cắt bốn buồng này, đây là thông linh nhĩ ở đây của người bạn này. Đây là nhĩ phải, đây là thất phải, thì dòng máu nó đổ vào, nó đổ vô thẳng vô đây đây. Rồi sau đó chúng ta cắt, chúng ta thấy cái hình ảnh dòng máu chảy về phía đầu gò đây, áp lực động mạch phổi 65 mm. Rồi đây trường hợp này là bệnh nhân thông nhĩ nó thứ phát, hồi lúc đó thì tại tim trang áp động mạch phổi rất nặng đấy. Bệnh nhân chúng ta có đây là nhĩ phải nhé, bệnh nhân có xong vải nhóm thu thập nó đổ tĩnh mạch phổi, nó đổ thu thập nó đổ của nhĩ phải qua cho xong vải ở đây. Trường thứ 4 là bé gái 8 tháng tuổi chẩn đoán động dạng phải, tức là bệnh nhân về cái hai cái động động mạch chủ với tĩnh mạch chủ về một phía của tim, mà đồng dạng phải tức là hai tiểu nhĩ nó kiểu như tiểu nhĩ phải hết, hai tâm nhĩ chúng ta không phân biệt được tâm nhĩ nào là nhĩ phải, tâm nhĩ trái, hai tâm nhĩ nó đều là kiểu tâm nhĩ phải hết. Cây nhĩ thất toàn phần, hẹp phổi bất thường vị trí đại động mạch, hồi lưu bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần dưới tim, và tắc nghẽn đây, cái này hai cái này nó cùng một phía của cái đốt sống đây, thì chúng ta có cái sinus ambiguous và tĩnh mạch. Ở đây mặt cắt bốn buồng thì thường thường luôn luôn mình làm mặt cắt bốn buồng coi nhĩ trái đó nó có tĩnh mạch phổi đổ không, thì các bác mình sẽ nghĩ sau đó mình bắt đầu tìm ống thu thập nó đổ ở bên kia. Rồi ở đây mặt cắt dưới sườn xoay đầu dọc dọc theo tĩnh mạch chủ dưới, thấy không có ống thu thập đây đổ vào tĩnh mạch chủ dưới ngay trước khi đổ vào nhĩ phải, không có đây nó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới này. Rồi, cũng có ca đó, thì đây là cái hình ảnh MCT của ca đó này, nối liền bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần, cái này cái cung động mạch chủ, cái động mạch chủ, thì cái này là hình ảnh của nó đổ vào cái bên nhĩ phải của người bệnh. Rồi bây giờ chúng ta qua điều trị nối liền bất thường tĩnh mạch phổi thể toàn phần đấy. Thì điều trị thì nguyên tắc đơn, chúng ta bệnh này chẩn đoán rất phức tạp nhưng điều trị rất dễ. Phẫu thuật viên người ta chỉ mổ, người ta kéo cái đó về phía nhĩ trái là xong rồi. Nhiều khi người ta đặt miếng pass, người ta hướng cái máu hoàn toàn trở về nhĩ trái thay nhĩ phải. Còn trong giai đoạn suy tim đó thì đương nhiên chúng ta điều trị suy tim ở trẻ em này. Rồi điều trị chính chúng ta là điều trị phẫu thuật này. Bây giờ với khả năng chúng ta cháu bé 2-3 tháng tuổi mình cũng mổ được rồi thì nó dễ, nó được chúng ta phẫu thuật sửa chữa này. Chúng ta nếu bệnh nhân có tắc nghẽn tức là có tăng áp động mạch phổi, chúng ta phải mổ rất sớm này, sau khi chẩn đoán giai đoạn sơ sinh, tắc nghẽn cộng với suy tim, chúng ta điều trị suy tim còn chưa được, chúng ta điều trị tháng thứ tư đến thứ sáu đang mổ, thì nguyên tắc là nếu chúng ta mổ sơ sinh tử vong nó cao hơn mổ tháng thứ tư. Thì đây là cái phẫu thuật của việc bài. Đây là thẻ trên tim này. Thì người ta chỉ mở ra, người ta khâu cái chỗ tĩnh mạch phổi chung, đưa vào nhĩ trái, người ta đưa hết toàn bộ máu trở về nhĩ trái như vậy. Còn cái thẻ dưới tim thì ta sẽ dưới tim này phức tạp hơn, người ta chỉ khâu dưới trên mình đưa vào nhĩ trái, người ta còn cái này là xong, không có máu nó về tĩnh mạch kề, tĩnh mạch cửa đó. Thì ra cái gì thì nhìn thấy cái bệnh này chẩn đoán phức tạp, nhưng mổ thì là phẫu thuật viên mổ nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Nó không như bài hoãn vi đại động mạch mổ rất khó đó. Rồi thể, cái này thể trong tim cũng vậy, thì người ta chỉ hướng làm sao người ta đặt miếng màng, người ta thường thường khi mổ tim trẻ em người ta lấy miếng màng bao cắt về mảnh màng bao tim đấy nhỏ, người ta ngâm glutaraldehyde chừng 5 đến 15 phút, sau đó người ta tạo thành cái lỗ làm sao
Đúng tất cả máu vô tích mạch phổi trở về nhĩ trái là sao? Đây cái này là bốn tích mạch phổi trở về nhĩ phải. Chúng ta đưa hướng làm sao máu trở lại về nhĩ trái, nếu máu trở về nhĩ trái. Rồi bây giờ chúng ta qua nối liền với thường tính mạch phổi bán phần là cái khó chẩn đoán và rất nhiều trường hợp các anh chị chẩn đoán sót. Tại vì chúng ta không để ý chúng ta chẩn đoán sót cho người bệnh. Thì nó có một câu quan trọng là thế này. Luôn luôn là các anh chị thấy bệnh nhân mà thông lên nhĩ lỗ rất nhỏ. Nhưng mà sao nhĩ trái phải lớn quá, thất phải lớn quá. Tức là cái thể tích máu ở tim phải quá nhiều. Thì các anh chị bảo vậy là liệu có máu tích mạch phổi nào nó đổ trong cái cấu trúc bên phải của tim không? Thì do đó thì lúc đó chúng ta để ý tìm, chứ tìm ra được. Thì về sinh lý bệnh á, thì bệnh nhân sẽ có tăng tải thể tích của nhĩ phải và thất phải. Bệnh nhân sẽ trường hợp này là bệnh nhân vẫn có sân trái phải giống như thông liên nhĩ. Mức độ của sân nó tùy thuộc vào số tích mạch phổi mà bất thường. Bây giờ chúng ta chỉ có một tích mạch phổi nó bất thường vào tích mạch chủ chơi bên phải thì cái bên này nó sẽ không lớn. Nhưng nếu cả hai tích mạch phổi bên phải nó đổ bên này ấy, thì máu ở đây sẽ rất nhiều. Và triệu chứng nó sẽ tùy thuộc vào cả cái lỗ thông liên nhĩ và sức cản mạch phổi của người bệnh. Và đa số cái trường hợp này bệnh nhân không có triệu chứng y như bệnh thông liên nhĩ, đa số không triệu chứng. Và chúng ta chẩn đoán và về khám chắc cả điện tâm đồ X-quang nó tương tự như vậy thông liên nhĩ, nhưng mà nó chỉ thấy có một điều nghịch lý là tại sao lỗ thông liên nhĩ như vậy mà tim phải lớn quá. Các anh chị phải nghĩ là liệu bệnh nhân có kết hợp với nối liền bất thường tim mạch phổi bán phần hay không. Vậy siêu âm điểm chính là gì? Chúng ta không thể tìm thấy đủ bốn tim mạch phổi, và trong khi đó chúng ta lại thấy giãn nhĩ phải và thất phải. Chúng ta tìm tính mạch chủ chơi bên trái. Mà đặc biệt là thế này này, chúng ta nhớ thông liên nhĩ chúng ta có mấy kiểu cái học bài đó chưa? Chưa. Rồi, chưa hả? Chưa. Ủa, chưa học bài thông liên nhĩ rồi cả. Ủa, thầy tưởng thầy bây giờ xếp lại lâu chứ, tại mấy bài ấy, thầy tưởng thầy không dạy hết rồi. Chưa bao giờ dạy đó. Thông liên nhĩ chúng ta có kiểu thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, vẫn chưa primor. Thông liên nhĩ lỗ thứ hai, còn gọi lỗ thứ phát này. Ở trong sẽ không đo thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch. Lỗ xoang tĩnh mạch nó chia ra tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới. Nó gần với xoang tĩnh mạch, nó nằm ở cạnh với tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch dưới. Thứ tư là thông liên nhĩ lỗ xoang vành. Chúng ta có bốn kiểu thông liên nhĩ đó. Thì khi mà chúng ta thấy lỗ xoang vành dần dần, chúng ta thắc mắc liệu bệnh nhân có thông liên nhĩ kiểu lỗ xoang vành không? Thì nó có bốn kiểu thông liên nhĩ. Nhưng cái kiểu thông liên nhĩ của xoang tĩnh mạch là sinus pharyngeus này. Nó đặc biệt, nó có hai con nối liền bất thường tĩnh mạch phổi. Thì ra, khi chúng ta tìm thấy thông liên nhĩ mà xoang tĩnh mạch, bắt buộc chúng ta tìm qua con nối liền bất thường tĩnh mạch phổi bán phần không? Không thể để thầy nhắc xếp cái bài đó giải cho mẹ về thông liên nhĩ. Đây là cái hình ảnh nha, nơi hình ảnh siêu âm tim. Cái tĩnh mạch chủ trên bên trái này. Rồi. Tĩnh mạch vô gian, cái này là mạch tĩnh mạch chủ trên này, tĩnh mạch phổi nha, tĩnh mạch phổi trên bên trái, tĩnh mạch phổi bên phải bên trái luôn nha. Rồi sau đây thì chúng ta thấy có cái bất thường tĩnh mạch phổi đỏ vào tĩnh mạch chủ trên này, cái tĩnh mạch chủ dưới, cái này mặt cắt dưới sườn này, cái gì đấy đây là nhĩ, mà ở mặt cắt dưới sườn chúng ta có thể cắt được nhĩ phải, các thấy được tinh mạch chủ trên đã tinh mạch chủ dưới, các chị đỏ đây, thôi các chị ấn nút ra màu, thấy dòng máu nó chảy trong này. Rồi bây giờ nếu mà tôi nói là em tìm cho tôi tinh mạch chủ trên, em làm bằng cách nào? Còn biết không ạ? Tinh mạch chủ trên, bây giờ không em phải học kiểu đó đó, tôi muốn tìm tinh mạch chủ trên, tôi sẽ làm bằng cách nào? Bốn bộ từ mỏm đó. Được đó vậy. Thì bắt buộc phải cắt ở trên này, cắt ở trên này. Mặt cắt đầu tiên là mặt cắt corona vòng quay. Thầy thấy cung động mạch chủ nhá, thầy thấy cung động mạch chủ. Sau đó thầy xoay 90 độ ngược chưa được hồ. Thầy thấy tĩnh mạch chủ trên ở đây nó đỏ xuống. Mấy em phải nhớ thế này. Khi tôi học sơ âm, tôi cũng đấy là bây giờ tôi muốn tìm cấu trúc này, tôi làm mặt cắt tìm, mấy em học được kiểu của em hệ thống hóa cái óc của mấy em chứ.
không biết phát lên nó thành mầm ấy. Trả lời mình phải biết cách học nha. Bây giờ ví dụ thầy hỏi em là tìm cho thầy van đông mấy chỗ, thì mấy em học có mấy mặt cắt tìm được van đông mấy chỗ. Rồi bây giờ thầy hỏi bây giờ tìm tính về chủ dưới, mấy em phải nói có những mặt cắt nào, thì cái bài đầu tiên thầy dạy đã có mặt cắt nào tìm tính về chủ dưới, và đương nhiên đặt tên trong sách đây nhá. Bây giờ thầy nói là bây giờ thầy nhờ em tìm xong bài, em phải biết mặt cắt nào tìm xong bài, gặp theo kiểu đó thì mới làm xem được, chứ còn không có nói đến lúc bối rối thì không biết làm nào nhá. Rồi thì ở đây thì cái này chúng ta thấy tính về chủ trên này, tính về chủ dưới, tính về chủ trên thì báo nó đỏ vào đây. Rồi đây là mặt các bước khảo sát nó đỏ vào tính về phổi bên phải. Rồi đây một bé 12 tuổi, kênh nhĩ thất toàn phần, tâm thất động nhất, bất thường vị trí đại động mạch học phổi và nếu bất thường tính về phổi bất hợp. Đây cái này thôi. Rồi MSCT của tim thì chúng ta cái này mất thì mất đây. Cái này điều trị thì điều trị thì nối liền bất thường tính mạch phổi bán phần nó dễ, còn dễ hơn là toàn phần. Các anh chị mổ như thông liên nhĩ đó, nhưng đặc biệt cái này không được đóng bằng dụng cụ, tại vì cái này nó cấu trúc nó sát với cái tính mạch chủ trên chủ dưới, các anh chị không được đóng dụng cụ, các anh chị chỉ có phẫu thuật thôi. Thực thường là đóng siêu tim và dụng cụ để viết cái thông liên nhĩ. Chỉ có thông linh yếu thứ hai rồi thì khi bác sĩ đã giảng bài đó thì nhắc mình nhấn mạnh cái đó cho các anh chị. Còn đây là điều trị nội khoa không giống thông linh nhĩ chúng ta, và thường thường không có điều trị nội khoa, cái chính là chúng ta phẫu thuật. Và đây là trường hợp là nối liền bất thường tính mạch phổi nha, tính mạch chủ trên này, tính mạch chủ trên cố tính mạch phổi. Rồi thì thứ cái này cái tính mạch nó được bất thường tính mạch phổi bất thường nó đỏ vào tính mạch vô danh, đỏ tính mạch chủ trên, thì các anh chị thấy người ta chỉ cắt cái này ra rồi người ta cắm lại nó vô đây, cái này vô đây nó thành bốn, nối lại vô đây nó thành bốn tính mạch phổi đỏ vô tim. Rồi bây giờ trường hợp nó hội chứng thì hương thổ nhĩ kỳ Shimita syndrome, thế đỏ vô tính mạch chủ dưới này, tính mạch chủ trên này, tính mạch chủ dưới, đỏ vô tính mạch chủ dưới, thì người ta chỉ cần làm những patch ở đây để cho người ta mở này, để cho máu nó đổ vô nhĩ trái này thôi là sao mà hết thời gian người ta làm rồi. Bây giờ thầy nói thêm cái này, thầy soạn thêm sau này cái phụ lục về phôi tai học về cái bất thường tĩnh mạch phổi, cái nối liền bất thường tĩnh mạch phổi này, tim ba vùng nhĩ này hẹp đơn độc, tính mạch phổi nó cùng chung một nguồn gốc phôi thai. Đây nhớ, tức là nó phân loại phôi thai nó bất thường tính mạch phổi. Chúng ta biết lỗ tính mạch phổi chung sớm, trong khi còn thông thương tính mạch phổi và tính hệ thống, thì chúng ta có nói đến bất thường tính mạch phổi bán phần toàn phần. Còn nếu biết mỗi lỗ tính mạch phổi chung chặn, sau khi không còn thông thương, chúng ta có gọi là bệnh biết lỗ tính mạch phổi chung. Còn hẹp tính mạch phổi chung, chúng ta có tìm bao vùng nhĩ hòa nhập bất thường tính mạch phổi chung và nhĩ trái, chúng ta hẹp tính mạch phổi đơn độc. Thì trong cái bệnh này, cái tìm được cái bệnh tim vào vùng nhĩ là cái mừng nhất. Tại hồi đó thì người ta hay lộn cái bài hẹp hai lá. Thì nhớ hồi đó thầy có ca cái em nó có 17 tuổi nè, nó ho ra máu hoài. Thì bệnh viện nào cũng chẩn đoán là nó hẹp hai lá, nó ho ra máu, nó mỗi lần nó phù phổi đó. Hồi đó máy siêu âm đây tốt, thì làm thì thấy nó có một cái tim vào vùng nhĩ. Tim vào nhĩ là nó có cái mạng ngăn là trên cái trong nằm trong nhĩ trái này, trên cây van hai lá đó, và nó chỉ có một lỗ độc nhất nó đưa máu xuống, thành ra nó như vậy, thành ra áp lực tính mạch phổi, động mạch phổi nó rất cao, nó làm y như vậy, hẹp hai lá, triệu chứng y hẹp hai lá, mà khi chẩn đoán được mình bỏ cắt cái đi đứa nhỏ nó hết suốt đời, không còn vấn đề gì nữa. Chứ còn bệnh nhân hẹp hai lá cái chỉ có bỏ đó thì cũng một thời gian sau, 17 năm sau mới chỉ năm van ra lại những người vậy. Thì đây để tìm vào một cái mình mừng nhất để tìm. Thì đây là cái căn bản phôi thai, chúng ta có tích mạch phổi chung nhé, nó nối tích mạch thẳng đứng, nối tích mạch rốn hoàng thải này. Rồi sau đó nếu mà chúng ta biết bên đó như này này, chờ nó còn tích mạch phổi chung nó nối bốn tích mạch thì cái này nó thành bốn tích mạch phổi, nó đổi tích mạch chung, thế này nó đang đưa ra cái bệnh này, nối liền bất thường tích mạch phổi cũng căn bản phôi thai. Rồi đây trường hợp này để khác này.
phôi thai nó như vậy nha. Rồi cái này tự nhiên nó bị hẹp lại chỗ này, rồi nó nhập cái này vào đây thì chúng ta có đây là tim ba vùng nhĩ này. Cái máu từ nhĩ trái, cái này nó nhập vào trong nhĩ trái thì cho cái lỗ này nó quá nhỏ trong cái van hải lá đây, bệnh nhân sẽ bị tăng áp đến mạch phổi, động mạch phổi, bệnh nhân sẽ bệnh cảnh y như hẹp hải lá. Thì các thể tim ba vùng nhĩ này, thể cổ điển chúng ta có như thế này, có thể con những thể đó thể thế này đó, còn có thể nó kỳ cục hơn, hẹp này nhưng nó có tĩnh mạch thẳng đứng, tĩnh mạch đây nó máu nó chảy qua bớt qua đây nữa. Đó. Rồi còn cái thể này nó tim ba vùng nhĩ nó thể nó đổ hết vào đây, tim ba vùng nhĩ cái này nó thành những cái vàng bít luôn, máu từ đây máu bốn tĩnh mạch phổi nó đổ vào đây rồi nó chảy vô tĩnh mạch phổi chung, vô tĩnh mạch cửa, cái này nó thành nhà nối liền với tĩnh mạch phổi cộng với tim ba vùng nhĩ. Thì ta phẫu thuật viên mổ cũng như cắt cái này, rồi dồn máu về cắt cái này đi, rồi cột cái này lại, thì như vậy bệnh nhân trở lại bình thường. Nhìn nó phức tạp nhưng mổ nó rất thẳng đi, để đưa lại bình thường. Rồi trường hợp này cũng tìm ba vùng nhĩ, ăn máu ai thì mình phải bên phải nó đổ vào đây, đây cái máu từ bên trái vào đây. Trường này các em nhìn cái hình này nhiều, các em thấy là mình có may mắn không? Mình đẻ ra mình bình thường chút, chứ giờ mấy em bị một trong cái này các em không ngồi đây học đâu. Thế ra nhớ ăn ở có nhân có đức chút hả? Tôi thấy không biết làm sao. Rồi, mấy em càng học tinh bẩm sinh nhiều, mấy em càng thấy cuộc đời mình là may mắn, còn đi coi nhạc, đi chơi được. Đấy, còn chân có nó bị cái này, tôi thấy không biết với các em nhảy cái nào. Nên trường hợp này hẹp tính mạch phổi, cái này hẹp tính một phổi, cái sợ nhất này. Hồi đó thầy có một trường hợp bệnh nhân thông lên nhí, áp lực động mạch phổi đứng 30, gửi phẫu thuật viên mỏ. Bỏ xong làm siêu âm trước khi cho ra viện áp lực mạch phổi lên 80. Thì bây giờ lúc đó mới nhìn kỹ là phẫu thuật viên là lúc dùng cái khâu cái miếng đóng thông lên nhĩ, chẳng may bít luôn một tĩnh mạch phổi, chỉ thấy máu ba tĩnh mạch phổi kia đổ như trai. Thì sau đó báo phẫu thuật viên biết mở nó mổ lại cho người bạn, lỡ cho nó ra rồi sau đó áp lực tiếp trở bình thường. Nên ra cái này mấy em phải biết. Ví dụ bây giờ gặp người thông lên nhĩ mổ xó áp lực mạch phổi nó bò lên cao, bắt buộc mình làm xương mình phải tìm coi phẫu thuật viên có lỡ biết cái tĩnh mạch phổi không. Ngay mấy em đóng một dụng cụ cũng vậy, nếu nó lỡ nó đóng dụng cụ to quá nó biết một tĩnh mạch phổi đời đấy nhỏ tàn rồi, mổ sau có triệu chứng nhiều hơn thì cho mấy em phải biết để mà chẩn đoán nó giúp cho phẫu thuật viên mổ lại như vậy. Đây mấy cái trường hợp tĩnh mạch phổi, hẹp tĩnh mạch phổi vận tốc dòng máu nó rất cao, mà chúng ta đo vận tốc dòng máu áp lực động mạch phổi nó lên 68 mm/s. Đây bệnh nhân nam 32 tuổi, nam tim ba vùng nhĩ này, đây ba vùng nhĩ này. Đó. Cái lỗ này nó có chút xíu này. Rồi bây giờ trường hợp bé trai 2 tuổi chẩn đoán tim ba vùng nhĩ đây, tim ba vùng nhĩ đây. Thường thường cái này mổ dễ lắm, nhìn thì ghê gớm và nhưng mổ cái chúng ta cắt nó đi là xong rồi, nó không mọc lại đâu. Rồi nó tóm lại thì nối liền với tĩnh mạch phổi là cái bệnh tương đối phức tạp, nhưng mà đến khi phẫu thuật nó lại là dần dần giảm dây, thành ra dự hậu của những bệnh nhân rất tốt. Thì trong bài này cái khó nhất là cái phần phôi thai học đó, thì cái chỉ nhớ chia làm hai thể toàn phần và bán phần. Thể toàn phần tức là bốn tĩnh mạch phổi nó đổ một cấu trúc ngoằn như trái, thể bán phần là chỉ có hai hoặc một hoặc ba tĩnh mạch phổi đổ cấu trúc các ngoằn như trái thôi. Và thể bán phần là cái thể mà chúng ta hay bỏ sót, ví dụ một hai tĩnh mạch phổi đổ vào cấu trúc khoác ngoài như trái. Thì do đó thì nhiều lúc làm siêu nhiều cái mình không để ý đâu, do đó thì các anh chỉ nhớ một quan câu là thế này: nếu chúng ta thấy lỗ thông lên nhĩ nó nhỏ quá mà sao buồng tim phải nó lớn quá, cho óc mình nghĩ phải có thể bệnh nhân có nối liền bất thường tĩnh mạch phổi và đi tìm nó mới ra được. Thì nó đổ vào tĩnh mạch chủ trên thì tĩnh mạch chủ dưới đâu, mình thường mình làm siêu mình đâu làm đến thì mình sót. Cái thứ hai nối liền cái chuyển từ toàn phần nó làm cho bệnh cảm suy tim sớm trẻ em, chúng ta không điều trị thì 90% nó chết vào năm đầu vì suy tim. Từ đó bệnh này nó bệnh nó ào ạt lên, cái chị phải đi tìm như thế nào, và nếu tìm cho ta tìm được thì chúng ta sẽ phẫu thuật là bệnh nhân sẽ sống còn, tỷ lệ sống nó rất cao so với bệnh tim bẩm sinh khác. Rồi mấy em có hỏi về bài này không? Thank you.
càng vào hỏi thôi chúng ta nghe nhé. Thứ hai là tiếp vậy thì thầy sẽ nhắc bảo tư nhân thầy sắp bài cho người nhắc cái người mà thầy có mới sắp một bác sĩ dành ra mà không nghĩ rồi đấy sao mà nó chưa dạy.